Chiều qua, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương bị ngập sâu, nhiều xe ô tô bị cuốn trôi giữa dòng nước. Riêng tại đường Thích Quảng Đức, thành phố Thủ Dầu Một, sau khoảng 30 phút mưa thì nước ngập đã cao hơn 1,2 mét, khiến ô tô bị cuốn trôi giữa đường. Các tuyến đường khác ở thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nước ngập sâu làm giao thông tê liệt trong nhiều giờ và đến tối qua thì mưa vẫn tiếp diễn khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một số khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân.